Chị nghĩ là em còn cần thứ này nữa đấy. Ô, chị vẫn giữ hộ em à? Thì chị được dùng cái cốc quý giá của em thì cũng phải giữ lại mọi thứ liên quan đến nó chứ. Em cảm ơn chị nhiều, thật nhiều. Mà chị bảo, lần sau có giận dỗi ai cái gì á thì đừng có đối xử với những cái đồ vật đáng yêu như thế nhá. Vâng, em biết rồi. Làm việc đi. Đưa tay lên hộ anh cái nào, đưa tay lên một tí đi, đúng rồi, sờ vào hoa, đấy, đúng rồi. Nào nhìn hoa, nhìn hoa, nhìn hoa nào. Anh bảo này, em đưa cầm lên một tí nhá, cao cầm một tí em ơi. Rồi, ok, thấp cầm một tí em ơi, thấp cầm. Đẹp em ơi. Anh ơi, cho em dừng ở đây. Em gửi tiền. Ok em. À, anh ơi, anh cho em xin phép nghỉ một chút nhá. Ờ, thôi nhanh nhá, cả trưa không xong được đâu. Anh yên tâm, em làm việc chuyên nghiệp mà. Tôi đang làm việc, anh tới tận đây tìm tôi làm gì? Ai bảo tôi gọi điện cô không nghe? Thì tôi bận. Cái gì vậy? Giả ngu đấy à? Tiền. Anh làm hỏng hết việc. Vợ cũ của anh vẫn qua lại với bạn trai của tôi. Thế mà anh còn dám vác mặt tới đây để đòi tôi tiền à? Nếu không có lão già ấy phá đám, tôi cũng xong việc rồi. Cơ bản, tôi cũng dẹp bỏ được vài thằng đàn ông đeo bám vợ tôi. Còn cô phải biết cách giữ chặt người đàn ông của mình chứ. Anh... Làm sao? Thế bây giờ cô chịu đưa tiền như đã thỏa thuận không? Hay là tôi cho bạn trai cô biết những việc cô đã làm nhé? Đợi tôi một chút. Đây. Biến đi. Đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa. Nếu không, tôi sẽ kiện anh tội tống tiền đấy. Ông đi đâu mà giờ này mới về hả? Ông có biết tôi đợi ông cả đêm không? Bà đợi tôi làm gì nữa? Tôi đi cho khuất mắt bà khỏi nhìn thấy tôi chả tốt hơn à? Ông nói thế mà nghe được à? Ông là chồng tôi, ông đi cả đêm như thế, ai mà chả lo? Thôi, tôi xin bà. Còn gì nữa đâu mà lo với chả lắng. Tôi về lấy ít đồ tôi đi thôi. Ông không được đi đâu hết. Đơn tôi cũng đã ký rồi. Nhà thuộc về bà theo đúng ý nguyện của bà. Bà còn giữ tôi làm gì? Trong này tôi chỉ lấy những thứ cần thiết mang đi thôi. Còn đâu, tôi để lại hết cho bà đấy. Ông không được đi đâu hết. Tôi chỉ yêu cầu ông không được qua lại với cô ta thôi. Tại sao ông lại đối xử với tôi như thế chứ? Tôi nói với bà bao nhiêu lần rồi, giữa tôi với cô ấy không có gì hết. Không có gì mà suốt ngày ông đến quán của nó gội đầu mát xa. Bà muốn biết chứ gì? Vì tôi quá mệt mỏi với bà đấy. Rõ là ông chán tôi mà. Cô ta thì trẻ trung, xinh đẹp. Thôi, bà bớt suy diễn cái kiểu ấy đi. Tôi nói với bà, tôi chưa bao giờ phản bội bà. Giữa tôi với cô ấy không phải là tình cảm nam nữ. Thế là tình cảm gì? Vân rất giống đứa con gái đã mất của chúng ta. Hoàn cảnh của cô ấy cũng rất tội nghiệp, nên anh muốn giúp cô ấy. Còn em thích tiền đến vậy thì anh để lại tất cả cho em và thằng Hoàng. Anh phấn đấu cả đời cũng chỉ vì cái gia đình này thôi. Ông không được đi đâu hết. Tôi chán cảnh chúng ta chung sống mà cứ giày vò nhau mãi rồi.
tôi không quan tâm. Ông phải ở lại cho tôi. Ông nhìn cho kỹ đây. Bà nghĩ kỹ chưa thế? Không phải lúc nào tôi cũng chấp nhận ký đâu. Tôi không bao giờ muốn ly hôn. Mà có ly hôn thì tôi cũng chỉ muốn giữ lại số tài sản cho con thôi. Được rồi, nín đi. Tôi ở lại với bà. Một cốc trà dưỡng nhan cho ngày mới tràn đầy năng lượng. Anh Hiếu, anh đang xem gì mà cười tươi thế? Em vào mà còn chẳng biết. Hả? Đơn giản là hôm nay anh thấy yêu đời thôi. Thế còn em, không đi làm à, mà lại lang thang tươi đây? Bây giờ lại còn muốn cấm của cả em cơ đấy. Làm gì có chuyện đấy đâu, nơi đây luôn chào đón em. Thế còn nghe được. Tâm trạng của em có vẻ tốt hơn rồi nhờ. Đã quên được ông chồng hụt kia chưa? Hắn ta ra đảo lâu rồi. Bây giờ cuộc sống của em á, chỉ có tiền, công việc và anh thôi. Hả? Anh làm cái gì mà ngạc nhiên thế? Thì em cứ sống sao cho thoải mái là được. À đúng rồi, anh muốn báo cho em một tin vui. Tin vui gì ạ? Cô gái mà anh yêu cũng thích anh lắm đấy. Em sao thế? À, không có gì. Thì em không chúc mừng anh sắp thoát ế à? Vâng, chúc mừng anh ạ. Thôi được rồi, em ngồi đây để anh đi pha nước cho em nhé. Chỉ là một bà mẹ đơn thân thôi, có cái gì mà hơn mình chứ. Dạ em chào chị ạ, chị muốn làm gì ạ? Tôi á? Gì cũng được. Thế chắc đây là lần đầu chị đến quán em đúng không ạ? Để em tư vấn cho chị nhé. Quán em thì có rất nhiều dịch vụ. Thôi. Cho tôi hỏi này, hôm nay Vân có đi làm không? Vậy chị là người quen của Vân ạ? Hay là chị muốn chỉ định Vân làm cho chị? Dạ vâng, em hiểu rồi ạ. Vậy thì em mời chị vào đây ngồi chờ một chút. Dạ em chào chị. Chị muốn em phục vụ gì ạ? Phải, tôi tìm cô đấy. Vậy chị chọn được dịch vụ muốn làm chưa ạ? Gội đầu đi. Tay nghề của cô làm thích nhờ. Thảo nào mà anh Hiếu lại mê cô như thế. Chị nói như thế là có ý gì ạ? Chị quen anh Hiếu ạ? Cô chỉ cần biết tôi là người rất quan trọng với anh Hiếu, cho nên là cô hãy biết điều mà lui đi. Vậy thì chị uy hiếp nhầm người rồi. Cô nói vậy là sao? Cô định chối à? Đừng có chối, vì tôi cũng sẽ không để cho cô được toại nguyện đâu. À, cô làm gì đấy? Em đang gọi đầu cho chị mà. Của chị xong rồi đấy ạ. Chị ra ngoài kia em giấy tóc cho. Thôi khỏi đi. Chị ơi, chưa gọi đồ xong không định trả tiền à? Cầm lấy, khỏi thối. Còn khăn nữa chị. Mọi người ơi, đi ăn trưa thôi. Quỳnh. Dạ. Đi ăn trưa đi. Chờ em tí, sắp xong rồi. Chị bảo, ở gần công ty mình á, có quán cơm gà xối mỡ, đông khách lắm, chắc là ngon đấy, đi đi. Cơm gà xối mỡ, nghe ngon nhỉ? Đi, đi luôn đi. Tí em về em làm nốt. Ok, đi chị. Này,
đi ăn cơm gà xối mỡ thì mai mát chờ chị em mình đi ăn bún đậu mắm tôm đi. Quỳnh. Ồ, kia hình như là anh họ của em đúng không? Mà kể ra là nhìn cũng ok la phết đấy. Chị cứ nói thế, đợi em tí nhá. Không, chị nghĩ là hôm nay chị em mình không đi ăn với nhau được rồi. Chị đi ăn một mình, chị không muốn làm kỳ đà cản mũi. Không, 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 em có bảo là em bỏ chị đâu. Thôi hôm khác. Đợi em một tí mà. Vui vẻ nhá. Chị ơi. Đi ăn trưa với anh nhá. Sao anh không nhắn trước cho em? Làm em hủy kèo với chị đồng nghiệp rồi. Ngại ghê. Thì lát đi ăn về, anh sẽ mua trà sữa để chuộc lỗi với đồng nghiệp của em. Thế cũng được ạ. Này đi đường, anh thấy người ta bán nước dừa tươi, nên mua mang đến để em uống cho đẹp da. Em xin. Mình đi nhá. Đây, anh đổi mũ cho. Em không thích ăn hành, sao không nói trước với anh? Để anh còn bảo bà chủ không bỏ hành vào bát của em. Tuy là em không thích ăn hành, nhưng mà em vẫn muốn có chút mùi hành ở trong bát của mình ấy. Em thật kỳ lạ đấy. Em bình thường mà. Không ăn thì bỏ vào đây. Anh thì lại rất thích ăn hành. Có được không ạ? Được chứ sao không? Quỳnh này, em có thấy là em và anh đúng là hai mảnh ghép bù trừ cho nhau không? Hả? Thì anh rất thích ăn hành, nhưng em chỉ thích hương vị hành chứ không ăn lá hành. Hai đứa mình mà đi ăn với nhau sẽ không bao giờ lãng phí. Cũng chỉ là mấy cọng hành thôi mà. Phía sau nó còn là thói quen ẩm thực của mỗi người. Gần giống nhau sẽ rất dễ hòa hợp. Anh nói cũng có lý. Mà thôi mình ăn đi, không nguội hết phở đấy ạ. Mình ăn đây. Ngon anh nhỉ? Quả này được đấy. Nước dùng rất đậm đà, bò lát rất tươi nên thịt rất ngọt. Em tưởng đấy, anh bảo đây là quán phở quen của anh mà. Anh thấy quán đông khách nên đoán nó ngon. Chứ đây là lần đầu anh tới đây. Mà chẳng phải đây là địa bàn của em sao? Trông anh như thế mà anh cũng lẻo mép thật đấy. Mà anh này. Sao vậy? Em sắp đi xem mắt đấy. Vậy à? Thì em cứ đi xem mắt đi. Anh nói như thế tức là anh ủng hộ việc em đi xem mắt à? Anh thấy không có gì xấu. Tốt thì em có thêm một đối tượng phù hợp để sớm kết hôn. Còn không thì em có thêm một người bạn. Anh nghĩ thế thật đấy à? Sao em có vẻ khó chịu thế? Anh biết thế em không nói với anh còn hơn. Thôi anh ăn đi. Đấy, chuyện nó là như thế đấy. Mày giận anh ta như thế chứng tỏ là mày rất quan tâm đến anh ta. Và mày muốn anh ta cản mày đừng đi xem mắt, đúng không? Nhưng mà đời đâu giống như là một giấc mơ. Chứng tỏ là cái tên đấy cũng chả có ý gì với tao nhỉ. Sao lại thế nhở? Tự dưng lại tặng cốc cho tao. Xong rồi mấy lần nhá, đến tận công ty đón tao đi ăn đi chơi. Có lần rủ tao đi dạo nhá, còn nắm tay tao nữa cơ. Thế là thế nào? Thế cũng khó hiểu thật. Nhưng mà cũng có thể giải thích được. Tại sao? Nói đi. Anh ta là một bad boy chính hiệu. Bad boy á? Như mày nói thì tao bị chăn à? Thì mày nghĩ đi, còn có lý do nào hợp lý hơn không? Ôi thì không được, không được, không được. Không được. Không, không để thế được. Tao phải tránh xa anh ta mới được. Gọi này. Này. Hả?
Mày vừa nói với tao là mày sẽ tránh xa anh tao cơ mà. À quên. Tốt nhất bây giờ là cứ đi xem mắt như đã đồng ý với mẹ đi. Xem mắt thì xem mắt, đằng nào tim tao cũng tan nát rồi. Sắp đến giờ hẹn gặp mặt rồi mà sao mãi con bé này chưa đến nhỉ? Thôi chết rồi, có khi nào nó ngủ quên không? Hay là nó lại lật lọng mình? Cháu chào bác ạ. Ô, khách quý, vào đây cháu. Dạ vâng. Sao bác chuẩn bị thịnh soạn thế ạ? À? Vì cháu là khách quý mà. Thế cô ấy đâu rồi bác? Em nó... Cô ấy lại không đến ạ? À? Không phải, em nó sẽ đến. Cháu ngồi vào đây chờ em một lát nhé. Dạ vâng. Cháu ngồi vào đây. Dạ. Cháu uống nước nhé. Dạ. Cháu xin. Bác đã bảo rồi mà, em nó bảo đến là em nó sẽ đến. Ngồi xuống đây đi con. Con chào mẹ. Là anh hả? Em tin vào định mệnh chứ. Ơ, thế hai đứa quen biết nhau rồi à? Vâng ạ, bọn con cũng có quen nhau từ trước rồi. Mà công nhận là trái đất tròn thật đấy. Thế thì tốt quá rồi. Mối nhân duyên này á, chắc chắn là sẽ thành. Mà mẹ đi xem bói, người ta bảo năm nay là con được tuổi lấy chồng đấy. Mẹ, không ạ. Con sao thế? Con đã nói với mẹ rồi, hôm nay chỉ đi xem mắt thôi. Và phải tìm hiểu dài dài. Nếu như mà hợp nhau về tính cách với lối sống ấy, mới tính đến chuyện yêu đương được. Sau đấy mới tính đến chuyện khác chứ. Cái con bé này, giờ này rồi mà vẫn còn cảnh cao. Dạ, cháu cũng đồng tình với suy nghĩ của Quỳnh. Thôi được rồi. Bây giờ ấy, con cái đặt đâu, mẹ phải ngồi đấy. Nhưng mà hai đứa ấy, phải thường xuyên giữ liên lạc với nhau nhá. Cháu và Quỳnh vẫn thường giữ liên lạc rồi ạ. Cháu ơi, lấy cho cô chai rượu ngon nhất ra đây nhá. Để chúc mừng cái buổi ra mắt thành công tốt đẹp. Mẹ ơi, lố quá. Mẹ đang vui mà. Thế con đi xem mắt hay mẹ xem mắt đây? Cái con bé này, ăn nói linh tinh. Cháu ơi, cháu ăn đi, món này ngon lắm này. Dạ vâng ạ. Phải công nhận, mẹ vợ nấu ăn ngon thật đấy. Thôi anh bớt nói linh tinh đi. Em sao thế? Em giận anh à? Em có là cái gì đâu mà giận anh. Thái độ của em lạ lắm. Hay là do em không thích? Vì anh lại là đối tượng mà cô Liên giới thiệu cho em. Anh... Tại sao anh lại giấu em? Anh có giấu em gì đâu. Anh chỉ tình cờ biết em là người được giới thiệu cho anh thôi. Mà đúng ra anh mới là người được giận đấy. Tại sao? Ai làm gì anh mà anh giận? Thì em chẳng cho anh leo cây ngay trong buổi xem mắt đầu tiên còn gì. À, cái đấy em nói thật là em không thích xem mắt tẹo nào ấy. Anh thấy cũng chẳng có gì xấu cả. Em bớt căng thẳng đi. Tự dưng chuyện thành ra thế này. Bây giờ đối diện với anh em thấy khó quá. Thì em cứ coi như là bình thường. Anh và em vẫn qua lại tìm hiểu. Anh có bắt em cưới anh luôn đâu mà lo. Xem bói cô cậu ơi. Cảm ơn, tôi không xem đâu. Thế còn quý cô tuổi dần sao nhỉ? Có xem không? Sao thấy biết con tuổi dần ạ? Thế nhìn tướng thì biết chứ lị. Siêu. Thầy ơi, thầy xem cho con với ạ. Ngồi đây thầy xem cho nhá. Vâng, vâng ạ.
Thầy ơi, bát tự của con là ngày 12 tháng 3, năm Mậu Dần ạ. Dần hả? Vâng. Ấy, thầy xem cho nhỉ. Quỳnh, em đừng mê tín quá, mình đi thôi. Sao anh lại nói thế? Anh đi về trước đi, em xem bói một tí em về sau. Vậy anh chờ em. Không phải chờ đâu, anh cứ đi về đi. Anh ở đây em cũng không tiện ấy, tí em về sau. Vậy anh đi trước, lát anh gọi nhá. Vâng, đi đi. Phải rồi. Can Mậu thuộc hành thổ, chi Dần thuộc hành mộc. Theo quy luật tương sinh tương khắc của ngũ hành là thổ khắc mộc. Bởi lẽ khi cây cối sinh trưởng sẽ mút cạn dưỡng chất của đất đai, khiến cho đất đai bạc nhược khô cằn, rõ chưa? Thầy ơi, thế là thế nào ạ? Chính vì vậy cuộc đời người tuổi Mậu Dần gặp rất nhiều những khó khăn trắc trở. Song nếu có sự quyết tâm và nỗ lực lớn thì họ sẽ phát triển mạnh mẽ và sẽ có thành quả ngọt ngào hơn. Ôi, thầy ơi, thầy nói đúng lắm ạ. Công việc với chuyện tình cảm của con chán lắm thầy ạ. Đấy, lúc thiếu thời lại bị tổn thương về tình cảm. Cô nam hoặc quả mẫu nuôi dưỡng, có đúng không? Đúng ạ. Bố con mất sớm, chỉ có mẹ con vất vả nuôi con đến bây giờ đấy ạ. Ừ, khổ thân quá. Trong cái năm nay ấy, là gặp rất nhiều những cái trắc trở khó khăn. Nhưng từ cuối năm giờ đi là sẽ có thay đổi lớn nhé. Từ cuối năm 2024 là sẽ tốt hơn ạ. Tốt hơn nhé. Chắc còn cái, về cái vấn đề tài lộc thì sao thầy? À, trong năm 2024 này ấy thì tài lộc cũng không có tín hiệu tích cực lắm. À, cũng có nhiều lúc biến động. À, lúc thì lên voi, lúc thì xuống chó. À, tóm lại là cứ bớt ăn bớt tiêu thì sẽ giữ được tiền nhé. Thầy. Ừ. Thế còn về chuyện tình cảm của con thì sao ạ? Việc tình cảm hả? Vâng. Cái việc này đấy thì con phải có sự quyết đoán nhá. Không thầy e rằng sẽ gặp rất nhiều trắc trở thị phi mà xuất phát từ việc tranh giành hoặc yếu tố tác động bên ngoài nhá. Thầy. Hả? Thầy có thể nói rõ hơn cho con được không ạ? Con chưa hiểu lắm ấy. À, thầy thì cũng chỉ nói chung chung vậy thôi. Nhưng mà này, năm nay là con có cái vận số đào hoa đấy nhá. Con á? Ừ. Còn cái việc lựa chọn và quyết định như thế nào đều phụ thuộc vào con nhá. Vâng, con hiểu rồi ạ. Ừ. Con cảm ơn thầy nhiều ạ. À? Thầy ơi, thầy, con có chút lòng thành con gửi thầy ạ. Ừ, tùy tâm nhá. Dạ. Con gửi thầy, con cảm ơn thầy nhiều ạ. Ừ. Dạ, con xin phép thầy con đi về đây ạ. Ừ, về nhá. Dạ, con chào thầy. Ừ.